Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc hành trình đưa những gốc đào, đưa gốc đào đẹp từ nhà, từ vườn chúng tôi đến nhà khách hàng và đưa lên chậu cho khách hàng, làm sao cho khách hàng cảm thấy hài lòng nhất. Thì các bạn hãy theo dõi video của chúng tôi xem chúng tôi làm điều đó như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Và cái này cho ra mình khênh cái đấy. Cháu mà vào sớm thì còn cái này ngay. Năm sau mình về. Năm sau cháu về đến ấy gốc xong cháu về đánh. Cái đâu tao phải cứu phần này, cái năm ngoái của mày kia. Cháu tưởng là năm ngoái thì tưởng bạn cho ấy thì là lấy cho nó cây đấy. Nhưng mà năm nay gửi quay đi ăn thì hai vợ chồng đang cách đi. Năm nay mất Tết rồi. Cái cây kia năm nay hoa đợi anh đến không đắng. Hả? Đợi anh đến không đắng. Bố rồi con đấy cái gì? Sao anh muốn để về nhà xem đã? Đâu, đấy hồ đánh rồi. Nhưng mà đánh cái biển sữa cái chứ có được. Biển sữa gì? Từ từ. Hả? Cái này để chở đi. Mai cái người lấy anh ấy bỏ về một chậu rồi đi con. Kia rồi nhưng mà mẹ chị ngay đây mai ngày kia mẹ chị lấy. Sao anh không đổ vài hôm nữa? Hả? Cái cái đùm này á. Sao anh không vài hôm nữa? Nãy bố anh em chủ nhật mới có người không gì đâu, anh và anh xem mua chậu đi. Nói em chở. À, thế thì lúc nào có chở mẹ lúc. Này có chở chưa mà có xe chưa mà chở? Con cây kia để em nào. Nha, cái Tiến đi xe nào. Để Tiến à? Ừ. Cậu đánh ô tô xuống còn chở. Ô tô đâu? Mạnh xem có thôi. Ta cho mượn đây, chở qua xe đấy. À. Chở qua xe đây vào video. Tôi sang năm nhà em đồ. Đây chở qua xe ô tô. Trọng làm VinFast sắp sửa nó phát cho mỗi người một cái ô tô. Ô tô thật đi, ok. Ô tô đi. Mua của anh Trọng giảm giá 20%. Ô đi họp đi học xe mới. Phổ biến cho công nhân mua xe, khi nào công nhân mua xe có chốt lại giá 8,5 tỷ thì mốt thôi. Thì có thằng nào ra mua. Sao cái này cuốc đào nó dễ thế bạn? Chuyên nghiệp như thế bạn vào bạn không cuốc được các bạn. Nhìn không? Có được không? Cái này cắt trước à? Dễ cắt trước à? Thì nó mà kia nó đỡ chột. Mình làm uy tín nhỉ? Trời đào. Về rồi. Cây này cao nhỉ? Nó vừa tầm nhà bạn. 2,5 mét nhỉ? Đây bạn đây là 1,7 m đây. Cái này nó tầm khoảng 2,5 m. Đây này. Đôn tầm 50 phân nữa. 50 phân mấy chậu trước nữa thì nó phải tầm khoảng 3 m trên 3 m cái cây này. To nhỉ? Một người thợ trồng đào chuyên nghiệp là một người thợ được nhận rõ nhất là khi họ bắt đầu đánh gốc đào lên, làm sao mà gốc đào tơi xốp, lấy gốc đào lên một cách nhẹ nhàng. Mỗi một gốc đào trước đó họ đều có một quy trình nhất định để cho khi đào gốc đào lên không bị đứt rễ cũng như là không bị vỡ đất ôm vào gốc đào thành hình một cách rất là đẹp. Người nghệ nhân trồng đào cũng phải tính toán làm sao cho hoa đào nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên cũng có những năm do thời tiết bất ổn, tình hình không được khả quan cho lắm. Có những năm thì nở trước tiết rất là nhiều, khoảng 22 hay 3 ông táo đào đã nở rất rộ. Nhưng cũng có những năm phải sau Tết đào mới nở. Đó là những năm thời tiết rất là lạnh, làm cho cây đào phát triển một cách chậm, bất thường. Thì những năm mà đào nở trước và nở sau Tết, doanh thu do trồng đào cũng như lợi nhuận họ thường thua lỗ rất nhiều. Tuy nhiên ông trời luôn tạo cho họ những con đường sống, đó là mưa thuận gió hòa, cùng với sự kết hợp hài hòa và kinh nghiệm của người nghệ nhân trồng đào. Họ sẽ biết cách làm giảm tối thiểu những thất thoát đó để cho cây đào nở đúng dịp Tết. Cái này không những học hỏi qua sách vở mà do đúc kết từ kinh nghiệm trồng đào nhiều năm, cũng như được chỉ dạy của các bậc tiền bối trồng đào. Nhiều người thường nghĩ trồng đào họ chỉ thu nhập và làm việc vào dịp cuối năm, nhưng đó không phải là sự thật. Thường người trồng đào thì họ chăm sóc quanh năm, có những tháng định kỳ là phải cắt tỉa cành hàng tháng, tỉa lá hàng tháng, cũng như là cách bón thúc, bón nót, chăm sóc gốc rễ rất là kỳ công. Nhiều người thường đánh giá qua thu nhập cuối năm, không nhìn được cái giá trị của gốc đào qua rất nhiều tháng của một năm, cũng như công rất vất vả. Lịch sử chơi đào của người Việt Nam có từ rất lâu đời. Người thì bảo đào có nguồn gốc từ Ba Tư, nhưng cũng có những ghi chép cho rằng tổ tiên của đào là từ Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Có một truyền thuyết nói rằng trên ngọn núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ, cành lá thì sum xuê, che phủ một vùng đất là rất là rộng lớn. Ở đó thì có hai vị thần là Trà và Bất Nhĩ cư ngụ ở đấy. Họ đã dùng quyền năng của mình để bảo hộ người dân ở đây khỏi sự quấy rối của ma quỷ. Do đó chỉ cần nhìn thấy cây đào thôi thì cũng đủ khiến tà ma cũng phải khiếp vía mà bỏ chạy. Vì thế dân làng nơi đây quanh năm có một cuộc sống yên bình và sung túc. Nhưng đến những ngày cuối năm, hai vị thần này lại về thiên đình chỉnh đấu với Ngọc Hoàng. Thì cái bọn yêu ma thì lại được dịp nó hoành hành quấy nhiễu cuộc sống của người dân. Thì khi hai vị thần này quay lại, sau khi nghe dân làng kể về sự tình, thì thần bảo con người ngày Tết thì chặt hết những cành đào rồi cắm trong nhà. Khi nhìn thấy đào cũng như là thấy thật. Tà ma sẽ khiếp sợ, cũng phải tránh xa. Do đó thì cứ đến dịp Tết đến, xuân về, hầu như nhà ai cũng có cành đào để cho có không khí Tết cũng như sự trang nghiêm. Thì đấy cũng là ý nghĩa sâu xa của việc cắm đào ngày Tết của dân tộc ta. Nhân cây sang đây. Đánh nữa đất dày đất thế. Đấy thì buộc cái này thì buộc cứ để bóng. Mà múa đá, bỏ cái bóng này đá. Nhấc lên cho nó qua đi vào. Rồi. Chân này. Ê, bác. Chứ rồi, người ta thấp rồi. Ui, vướng cành rồi. Vướng rồi. Nào, đi đi. Mẹ ngồi vào trong. Tí nữa tôi bóng xong đã. Ơ, từ. Gãy. Gãy cành này không? Đâu gãy. Ngồi trong dưới mình luôn. Nha. Cây này đi tận Hải Phòng bạn cũng phải bó chặt. Dạ. Nơi trồng đào vất vả lắm. Ở đi Hà Nội lại được một tông. Thôi. Quấn này. Này đâu được. Ở những video trước khi đăng lên thì đã có một bác trong miền Nam nhắn tin ra hỏi thế có ship vào trong miền Nam không? Có cái gì? Một vào thôi. Những ngày cuối năm thì việc ship ở trong Nam nó rất khó khăn. Từ đây là xong rồi. Trọng vứt vào đây. Và tình hình dịch bệnh như này thì chắc nhà vườn không thể ship ở trong Nam được, nên các bác có thể thông cảm. Má, ship tốt. Ông buộc cái này cho nó đấy, buộc cái gì không cái kia chỗ xong dưới kia nên luôn chuẩn bị cái này xoay vào đằng này đây đưa đây kia đây một chiếc cây nãy đấy cho đây như một bên buộc vào cổ đấy không xuống như một bên. Đấy, buộc hai cái. Ui. Rồi nhọn đâu? Đá ra. Rồi nhọn ở chỗ cây đấy. Chỗ bóng đấy. Có đâu bố đâu? Ấy. Đây, cứu trồng đào. Ông cứu trồng đào. Xoay dưới ra, xoay cây ra. Xoay kiểu gì? Xoay kiểu đi. Xoay cái này ra đằng ngoài. Đây, vỗ bồng. Tuyên quay lại đây. Vỗ bồng. Xoay mắt. Nhẹ này. Đâu xoay cho nó xoay ra ao. Cái cánh này. Không đi được từ đâu. Đây, đúng rồi. Cây đào rất là to. Phải cần đến 4 người mới có thể khênh được cây đào này. Đấy, bố nó tuyên làm sao? Con mới chọc. Em họp sang đây đứng. Nào, chọc vào đi. Giờ gặp ngay thằng Cao này. Ủa, nổ rồi. Đi vào từ đây. Đấy, nhờ đến sự giúp sức của 4 người. cây đào mới có thể từ vườn nên xe chở hàng đi. Một cây đào rất là to. Qua màn hình video các bạn có thể nhìn thấy nó không được to lắm, nhưng thực tế nhìn tại vườn nó rất là to, tán rộng, gốc cũng to, rất đáng điều khiển bác ạ. Đây chưa? Từ từ rồi. Cái đấy chưa? Đâu lại nhá, hai tay luôn. Cứ đi đi, cứ đi. Dạ. Dạ đấy nha. Đấy nha. Đi ra. Rồi. Ngã nó bằng sức. Xuống dưới đống. Đống đống bé này lên cậu này. Nhà nó coi quá. Răng hai bên đây thôi. Đấy buộc mua đấy là. Đi chơi ta. Như các bạn có thể xem thấy, một gốc đào mà để lên một cái xe cải tiến thì đã hết chỗ để cây khác. Ê, vẫn để làm cây nữa. Đi. Chủ nhà nói là có thể để thêm một cây nữa. Cây của Huyền Thiện vào đây được không? Tí là chở cây kia nữa. Nhưng có khả năng là còn cây nữa mà. Để một cây thôi. Nhà Huyền Thiện đi đứa này. Cái đó, đúng nào? Đứa này này, đứa này. Đứa kia. Huyền Thiện hút con đôi. Anh làm cái anh à? Ừ. Cây bo tiền đi không? Ôi triệu bạc. Đây là toàn thế gốc rồi đúng không? Vâng. Nào. Tí là rằng hai bên nữa là được. Đây. Cây đào này cao khoảng 2 mét. Nếu mà bung hết lá ra rộng cũng khoảng 2 mét. Cho cát đổ mẹ đây chèn. Xúc cát. Chèn nó. Đây chính là bao cát. Mỗi người mua đào đều được tặng một bao cát để trồng đào. Chủ nhà có vẻ rất uy tín trong việc các chương trình khuyến mại với hậu mãi khi mua đào tại cửa hàng. Quăng mang cả nước tưới nước nhà. Chả? Tức là mang cả nước ở nhà tưới cho khách nữa. Tức là vợ ông mang quần thay để đi giao khách. Bác khuya nó đã sang chưa? Mấy anh ấy sang rồi. Anh một cái này to quá. Cháu rồi, anh ấy chuẩn bị cháu rồi mà. Anh đâu? Đâu? Anh rồi. Đâu? Bác. Đây giờ chính là chủ nhà. Chủ nhà của cây đào mà anh em chúng tôi Vướng cái gì anh? Vướng cái kia là rồi. Đâu quán nhá. Đây đây đây, đợi đợi ta. Rất mạnh. Đi lên cao hết, đi nào. Đi vào, đi vào. Cứ cho vào đi. Trồng đáy đi, lại chết ai cả. Ủi vào đấy sang năm này đấy. Ra trước, đặt đi. Về tay đâu? Chưa. Ui. Rồi đó, anh nâng bọn anh đi. Nâng bọn anh đi. Ôi. Anh con dám. Đây anh em. Rồi rồi. Cái này mà có đôn nữa thì chạm qua trần nhỉ? Quá đẹp. Cho nên là chạm qua trần. Này đôn. Này là vừa. Này vừa. Này vừa. Đôn nó làm gì? Đôn cao nên là cho cái đấy không cao lắm đâu. Nói chung là hơi to tí thôi nhưng mà cũng được. Chào đây hết. Đẹp thôi cái này. Cái này vừa anh. Vào đây là vừa đấy. Vừa đấy. Vừa đẹp đấy. Đẹp lắm vừa này tết là đỏ rồi. Tí cái này xê dịch vào đây một tí nữa, xê sát vào cái cửa. Cứ thiết tránh cắt dây luôn, tối không có ngủ không? Không có ai ngủ cả. Bầy bố ở chậu nên không dám mua chậu nhựa, mua chậu sứ thì nó đẹp. Hôm nay cứ xong để cắt đi nó mãi, nó cũng dùng được. Để nắng nắng nó. Bà gạ mình mua chậu chum mà cái chậu chum gần triệu bạc cái chậu chum. Không mua chậu kinh tế, cho nó gắt nó đấy. Gắt cho chỗ nó sang năm này thôi đấy rồi. Con chậu này anh mua bao nhiêu? 100.000 mua với Thanh Sơn đấy. Rẻ. Rồi nhà chúng tôi mấy chậu con rồi 130, 140. Cơ bản là nếu mà bên tư đôi mà nó có chậu hoa đấy mà 170 mình vẫn mua. Mua nhưng biết lái đâu. Hết rồi thì cao quá. Sang kia nó ở 180 này. Anh chưa cái bảo cho 300 cái chậu nữa thôi 300. Rồi thôi thằng cháu làm cái gì? Cái gì? Đang hoàn thành cái sách. Đấy là không quả. Các anh em cũng ủng hộ. Ok, cảm ơn nhà vườn nha. Mắt, căng mắt. Nước nhà thôi. Thôi không cứ cắm lên nước anh em em suy nhá. Thôi bắt tay. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành cái công việc đi giao đào cho khách. Thì anh em bạn bè nào đang có nhu cầu về đào thì sẽ hãy liên hệ với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào.